bao nhiêu cũng có, nhưng sau khi giá niêm yết 70.000 đồng 1 kg thì rất khó mua. Mua được cái giá đấy, cái chuyện đấy thì tôi nghĩ rằng là cái tình trạng chung của toàn thị trường. Nên là cái việc giữa giá tuyên bố, giá công bố, giá cam kết với cái giá thực tế là hai cái câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Hay cũng có doanh nghiệp, thay vì tăng bán lợn hơi, họ lại tăng bán lợn móc hàm. Thay vì họ bán lợn hơi